Nay mấy anh em công quả cũng tập trung để đi bứt cái dây mơ. Thường cái dây mơ này thì nhân gian thì mình gọi là cái dây thứ đạch. Nhưng mà cái công dụng của nó thì ở đây thì có anh Đức, ảnh chuyên về bên thuốc, thì ảnh sẽ cho quý vị biết là cái công dụng của dây mơ là nó trị cái bệnh gì. Dạ, chào anh Đức. Chào em. Cái dây mơ này là nó chuyên trị cái bệnh gì vậy anh? Theo như tôi thì cái dây mơ này là nó trị về bệnh viêm lết dạ dày, ăn uống ruột đầy hơi khó tiêu. Dạ. Ta dùng nó thì có thể giúp cho bộ phận tiêu hóa của ta được dễ dàng hơn. Thì mình xài là kết hợp chung với nhiều thứ hay là xài có mình nó ra? Nó thì xài cần kết hợp nhiều thứ. Dạ. Nhưng mà thứ gì còn chưa rõ. Dạ, cảm ơn anh. Nó kết hợp nhiều thứ. Này nó chỉ là đi về cái mục. Cái dây lá mơ này mà lý do nhân gian người ta kêu cái tên đó thì nó cũng có cái lý do. Thì cái lá của nó thì khi mà mình dò ra rồi nó có một cái mùi hôi dữ lắm mà nhiều người nó cũng chịu không nổi. Những người mà đầu tiên mà đi bứt thuốc mà bứt phải cái dây lá mơ này thì có nhiều người nghe cái mùi của nó xong là không dám bứt luôn. Mà khi mình đem về mình giặt mình phơi khô thì nó còn ra cái mùi còn nồng nặc thêm nữa. Nên khi mà mình làm thuốc mà khi mình đã quen rồi thì mình coi là bình thường, nhưng mà những người mới thì nó hôi dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt thì cái bánh lá mơ là ngoài miền ngoài hay sử dụng làm bánh đó, thì người ta xay ra đem về người ta ra, bỏ vào cái cối người ta xay ra, người ta lấy cái nước cốt của nó người ta làm bánh. Nhưng mà khi làm ra rồi thì nó không còn mùi hôi mà ngược lại nó có cái mùi thơm rất là ngon. Nên người ta có một cái loại bánh lá mơ. Dây mơ này mới khỏi đọt dừa luôn rồi. Ôi, còn hơn cái tôi hồng. Điểm nổi vậy. 2, 3, gãy. Chỉ đầu không quên. Sắp xuống hết viên cục rồi kìa. Mãi lên, mãi lên. Diễn đi nhiều chuyện quá. Lo đi. Phục rồi đã té.